happy and excited. Con cảm thấy rất vui. Con cảm ơn các cô và bố mẹ ạ. Thực sự là nhờ các cô cũng như là bố mẹ đồng hành con ở nhà, các cô ở trường ấy thì hỗ trợ con rất là nhiều. Cũng như là sát sao người học với con ấy, nên là chia sẻ với con nhiều nhiều thứ trong cuộc sống. Rất hạnh phúc khi mà con vượt qua các câu hỏi, từng câu hỏi một. Và quan trọng là khi mà bé bị loại lượt đầu tiên thì bé không hề bị tâm lý. Mình thấy cuộc thi năm nay được tổ chức rất là quy mô và các con được giao lưu học hỏi lẫn nhau và được mở rộng rất là nhiều các kiến thức ở các cái lĩnh vực khác nhau. I would love to say thank you so much for all the effort that they've put in to looking after my son and teaching him over the past year. He's had a wonderful experience at Sakura. Thì thực sự như tất cả các quý vị đã thấy, năm nay thì cuộc thi đã thành công rực rỡ với sự tự tin cũng như là bình tĩnh để chiến đấu trên sàn thi đấu của các con, lựa chọn những cái phương án trả lời đúng nhất đối với mình, cùng với sự cổ vũ rất là nhiệt tình và sôi động từ phía tất cả các quý vị phụ huynh, thì cuộc thi Reach for the Top 2024 của chúng tôi thực sự đã mang lại một cái cảm xúc tự hào, vui sướng và cũng như là một cái sân chơi rất là bổ ích cho tất cả các con.